Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz mới nhất trong ngày. Ưng Hoàng Phúc tặng quà Valentine sớm cho bà xã, dân mạng ngã ngửa vì quá đắt tiền. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương từng có một đời chồng và con trai riêng. Bằng tình yêu và sự chân thành, cặp đôi đã đồng hành được 8 năm và có đám cưới hoành tráng vào hồi cuối năm 2018. Mới đây, Ưng Hoàng Phúc ghi điểm cực đậm khi tặng quà Valentine sớm cho bà xã. Món quà mà Ưng Hoàng Phúc dành tặng vợ không phải đồ xa xỉ nhưng vẫn khiến cho dân mạng trầm trồ về mức độ hiếm có đắt đỏ. Đi kèm với quà, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, tặng em nhân dịp Valentine này, tặng sớm chứ để tới đó nó phát bệnh ra mệt lắm. Lập tức khoảnh khắc này nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người còn phấn khích cho rằng Ưng Hoàng Phúc là ông chồng tâm lý nhất mùa dịch bệnh. Hồi năm 2019, Ưng Hoàng Phúc từng đăng tải lời chúc Valentine ngọt ngào dành cho Kim Cương. Hạnh phúc của anh là khi được ở bên em à, thế là đã được gần 3 tháng hai ta chính thức về chung một nhà. Nhưng chẳng có ngày nào là anh bớt yêu em dù chỉ một chút cả. Lần đầu ta gặp nhau anh đã không nghĩ rằng anh sẽ yêu em nhiều đến như vậy. Anh biết rằng mình đã quá may mắn khi có em. Anh nhận ra được những yêu thương thầm lặng, những sẻ chia, cảm thông sâu sắc và thấy được người phụ nữ của anh cao thượng như thế nào. Tình yêu cũng vậy mà bền vững hơn. Kèm theo đó, Ưng Hoàng Phúc tặng vợ một bó hoa hồng siêu to khổng lồ trong sự bất ngờ của Kim Cương và hai con trai. Ngoài ra, nam ca sĩ còn nguyện hứa sẽ luôn ở bên bà xã cùng ngắm tay đi đến suốt cuộc đời. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 7 cái Valentine rồi em nhỉ, nhưng năm nay lại thật đặc biệt là lúc em đã trở thành bà xã của anh hạnh phúc vì điều đó. Và nhân dịp này anh muốn nói với em rằng những đau khổ đã qua anh sẽ lấp đầy bằng nụ cười của em, anh sẽ nắm chặt bàn tay em để em không bao giờ cảm thấy cô độc, anh sẽ lắng nghe những điều em nói và luôn ở bên cạnh em. Bây giờ anh sẽ trao hết tất cả cho em hãy nhận nhiều hơn những gì em đã trao nhé. Anh xin lỗi vì tình yêu có lẽ đã khiến cho em phải chịu khổ rất nhiều, hãy yêu nhau thật bình yên và nắm tay nhau đến cuối đời em nhé. Ưng Hoàng Phúc, tôi yêu rất nhiều nhưng sâu đậm chỉ có 5 mối tình. Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã khẳng định, với tôi bất cứ ai từng bước qua cuộc đời mình cũng là một cái duyên. Khi tôi đến với họ, chúng tôi đều là những người độc thân, tôi không bắt cá hai tay, cũng không làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Khán giả đặt câu hỏi, đã chung sống nhiều năm và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, nhiều khán giả tò mò vì sao anh và Kim Cương vẫn chưa làm đám cưới. Thú thật là, tôi và Kim Cương cũng từng nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng kế hoạch vẫn bị bỏ ngỏ vì cả hai đều quá bận rộn. Hơn nữa đám cưới trình trang hay không cũng chỉ là mặt hình thức. Chúng tôi có thể sống với nhau 1 năm, 2 năm, thậm chí 5-6 năm rồi làm đám cưới cũng chẳng sao. Khi đến thời điểm thích hợp, chắc chắn tôi sẽ báo tin vui với khán giả. Hỏi, anh thấy mình đã thay đổi ra sao sau khi có con? Ca sĩ đáp, tôi thấy cách sống lẫn suy nghĩ của mình đã khác hẳn trước kia. Trước đây tôi chỉ biết sống cho bản thân, nhưng bây giờ tôi luôn gắng sắp xếp thời gian hoàn thành công việc sớm nhất để về với vợ con của mình. Khi làm bất cứ việc gì tôi cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên và cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Hiện tại toàn bộ tài chính chi tiêu trong nhà tôi cũng để cho Kim Cương quản lý. Hai vợ chồng sử dụng chung một tài khoản để tránh việc một trong hai ham vui lỡ tay tiêu xài quá mức. Hỏi, trước đây Ưng Hoàng Phúc từng vướng vào rất nhiều ồn ào tình cảm với các hot girl và chân dài nổi tiếng. Anh nghĩ thế nào khi từng bị cho là gã ngựa hoang của showbiz Việt? Ưng Hoàng Phúc trả lời, đúng là thuở trẻ tôi đã từng yêu và chia tay rất nhiều, trải qua không ít kinh nghiệm tình trường với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình cứ yêu đi, yêu càng nhiều thì mới có cảm xúc để thăng hoa trong nghệ thuật. Nhưng để gọi là yêu thực sự đậm sâu, có lẽ đời tôi chỉ có 5 mối tình. Những lần còn lại chỉ là chút tình cảm thoáng qua, rất chóng vánh. Sau nhiều năm rong ruổi yêu đương, theo thời gian suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Thay vì mãi miết yêu vội những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, hào nhoáng bên ngoài, để rồi vài tháng, vài năm lại chia tay, tôi chỉ muốn có một tình yêu lâu dài và cùng người đó xây dựng tổ ấm bình yên. Như bạn thấy đấy, cuối cùng thì Kim Cương cũng xuất hiện và đi vào cuộc đời của tôi rất đúng lúc. Hỏi, dù từng được nhiều mỹ nhân xinh đẹp để mắt tới, nhưng nhiều ý kiến cho rằng Ưng Hoàng Phúc chỉ thích yêu những phụ nữ đã từng có gia đình và có con riêng. Trả lời, với tôi, bất cứ ai từng bước qua cuộc đời mình cũng là một cái duyên, dù đó là hot girl trẻ trung xinh đẹp hay những người phụ nữ từng trải. Quan trọng là khi bắt đầu quan hệ,
chúng tôi đều là những người độc thân. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn hợp pháp, chứ không có bắt cá hai tay, cũng không làm kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi không làm gì sai thì tại sao phải ngại dư luận phán xét như thế nào? Hơn nữa, nếu tôi là bộ đàn ông luôn soi xét quá khứ của bạn gái, chắc chắn tôi sẽ không yêu Kim Cương, cũng không công khai thể hiện tình cảm với cô ấy như thế. Thậm chí nếu tôi gặp cô ấy sớm hơn, trước khi cô ấy lập gia đình và có con, chưa chắc tôi đã phải lòng Kim Cương ở thời điểm đó. Hỏi, anh không ngại dư luận sẽ luôn quan tâm về quá khứ của người bạn đời của mình sao? Trả lời, người ta có thể đồn đoán và nói bất cứ điều gì họ thích. Tôi không để tâm và chỉ muốn được yêu hết mình với người bạn đời mà tôi đã chọn. Điều quan trọng là khi đến với nhau, Kim Cương đã mang lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc. Nếu ngay cả việc tìm kiếm người yêu mà tôi cũng phải chiều theo ý dư luận, có lẽ tôi đã yêu đến hàng trăm hàng nghìn cô gái, vì trên đời này chẳng có ai hoàn hảo 100%. Hỏi, trong cuộc sống vợ chồng, Ưng Hoàng Phúc có phải là mẫu đàn ông ngọt ngào lãng mạn? Đáp, tôi rất ngại nói những câu sến sẩm anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, như trong các bộ phim Hàn Quốc. Vì vậy nên, tôi thể hiện sự lãng mạn và chiều vợ thông qua hành động nhiều hơn lời nói. Tuy nhiên, do công việc ca hát khiến tôi liên tục xa nhà nên ít có thời gian thể hiện tình cảm với Kim Cương. Hỏi, sau khi có bé Johnny, anh làm cách nào để sống hòa thuận và chăm sóc đồng đều con chung và con riêng của vợ? Trả lời, tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con riêng con chung khi đưa mẹ con Kim Cương về sống với mình. Với tôi, điều quan trọng nhất khi dạy dỗ con cái là đứa nào cũng phải đối xử như nhau, sai là sai, đúng là đúng. Nếu Johnny làm điều gì không phải với anh, tôi vẫn la rầy rất nghiêm khắc, bắt bé nhận lỗi, xin lỗi anh trai, chứ không có chuyện tôi bênh vực chiều chuộng con ruột. Hỏi, nhưng thời gian gần đây anh thường xuyên xuất hiện cùng Johnny, lại công khai làm clip thu âm bài hát dành tặng bé, anh không sợ điều đó sẽ khiến con trai của Kim Cương cảm thấy chạnh lòng sao? Trả lời, Hưng Phát đã lớn và cần tập trung học hành, đến trường mỗi ngày, vì vậy bé ít khi có dịp cùng bố mẹ xuất hiện tại các sự kiện ca nhạc như em trai. Trong khi đó, Johnny vẫn còn rất nhỏ, nên bé cần được bố mẹ dành thời gian chăm sóc nhiều hơn. Hưng Phát hiểu rõ điều đó và chính bé cũng rất quấn quýt, thích chơi đùa và cưng nựng như em trai của mình. Khi có dịp rảnh rỗi, cả gia đình bốn người chúng tôi vẫn đi chơi, đi ăn cùng nhau hết sức vui vẻ. Tôi khẳng định không có chuyện các bé ghen tị, chạnh lòng như nhiều người đồn đoán. Người phụ nữ quyền lực Ưng Hoàng Phúc giao hết tiền cho giữ là ai? Quý vị thính giả thân mến, mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thu hút sự chú ý của cộng đồng khi xuất hiện trong chương trình Muôn Màu Showbiz. Trong chương trình này, giọng ca thà rằng như thế đã có những chia sẻ về bà xã Kim Cương, đồng thời là quản lý của anh. Ưng Hoàng Phúc cho biết, việc chọn vợ làm quản lý những năm gần đây có sự khác biệt không hề nhỏ. Nam ca sĩ cho biết, có những khi vợ nói với mình những điều vô cùng khó chịu, nhưng đó là những điều cô ấy muốn tốt cho mình, những điều đó người ở ngoài chắc không dám nói. Về chuyện gia đình, bà xã của Ưng Hoàng Phúc được anh đánh giá là người giỏi giang trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Giọng ca thà rằng như thế quan niệm, trong gia đình cả anh và vợ đều hoạt động nghệ thuật nhưng không thể cả hai cùng xông ra ngoài được. Cho nên nam ca sĩ khá yên tâm phục vụ khán giả vì có hậu phương vững chắc là vợ luôn ở bên. Khi có thời gian rảnh, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ cùng Kim Cương những công việc trong gia đình, bởi theo anh bà xã là người đã chịu nhiều thiệt thòi. Nam ca sĩ cũng không ngại tiết lộ chuyện anh làm được bao nhiêu tiền đều giao cho người đàn bà quyền lực cất giữ để lo cho gia đình. Ưng Hoàng Phúc nói, tôi giống tính cách của ông nội tôi trước đây, ông là người làm kinh tế rất giỏi, nhưng ông không bao giờ giữ tiền mà đưa hết cho vợ để chăm lo gia đình. Phía Kim Cương, cô đặt niềm tin tưởng 100% vào ông xã, dù có nhiều cô gái vây quanh Ưng Hoàng Phúc. Những lần anh ấy diễn trong ba club, có rất nhiều cô gái phát cuồng vì anh, họ chủ động ôm hôn anh và thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy những vết son lạ dính trên má hoặc trên áo anh mỗi khi anh về nhà. Tôi là vợ, là người ở bên anh ấy sáng tối nên hiểu rõ con người thật của anh ấy thế nào. Cụ người mẫu còn cho biết thêm, tôi cũng biết anh ấy từng có nhiều mối tình nhưng ai cũng đều có quá khứ. Điều quan trọng khi yêu một người là nhìn vào hiện tại, tương lai của người đó nên tôi chưa bao giờ hỏi anh về những mối quan hệ cũ. Tương tự anh ấy cũng chưa từng hỏi tôi về quá khứ, về người đàn ông trước đây thế nào. Tôi đến với anh không phải vì danh lợi hay vẻ hào nhoáng của một ca sĩ nổi tiếng, mà vì anh ấy thương tôi thật lòng và đối xử rất tốt với con riêng của tôi. Dù có sự nghiệp thăng tiến nhưng Kim Cương khá lận đận trong chuyện tình cảm trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc. Cô đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ và là mẹ của một cậu con trai. Khi đứng trước câu hỏi có thấy thiệt thòi khi yêu người đã qua một lần đò và có con riêng như Kim, Ưng Hoàng Phúc đáp, tôi thấy không có gì là thiệt thòi.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.